Thưa quý vị, theo kế hoạch hôm nay 24 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Theo bài viết trên báo Nhân dân, những giải pháp mới về tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cùng đột phá trong hoàn thiện thể chế chính sách trong giai đoạn này được kỳ vọng sẽ phá vỡ sức y của khu vực doanh nghiệp nhà nước, khơi thông nguồn lực, đưa doanh nghiệp nhà nước trở lại đường dây phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ xem xét kế hoạch thực hiện gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng cho người lao động thuê nhà ở tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Điều kiện để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ là người lao động phải có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội, đang thuê trọ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm tuy nhiên để hạn chế việc trục lợi chính sách bộ lao động thương binh và xã hội cho biết mặc dù chính sách đang được xây dựng song vẫn cần sự tham gia của cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực lại việc người lao động có quan hệ lao động đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp hay không theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không khoảng trên 479.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội cần huy động là hơn 204.600 tỷ đồng. Trung quanh vấn đề này, báo lao động nêu vấn đề, vậy cách nào để huy động được vốn? Một số chuyên gia cho rằng theo báo cáo thì nhà nước chiếm trên 50% tổng số vốn đầu tư. Việc đầu tư nếu chưa mang lại hiệu quả trước mắt thì cũng là điều kiện để chúng ta chỉnh chu lại các sân bay. Tuy nhiên với số vốn khổng lồ như vậy thì cũng cần phải tính toán kỹ về vấn đề khai thác sau này có mang lại hiệu quả hay không. Đặc biệt là vấn đề an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ cần đầu tư vào chất lượng chứ không nên giàn trải cũng liên quan đến vấn đề này báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết đầu tư hạ tầng hàng không làm sao để huy động vốn xã hội hóa theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, với sức hấp dẫn sẵn có, hàng không sẽ không lo gặp khó khăn trong việc huy động vốn xã hội hóa để đầu tư hạ tầng sân bay. Vấn đề quan trọng là cần xây dựng một hành lang pháp lý chặt chẽ cho việc này, nhất là cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật về những quyền đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng các cảng hàng không để bảo đảm hài hòa nhu cầu lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Được khởi công từ giữa năm 2021 nhưng đến nay hơn 50 km đoạn cao tốc đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh mới thi công được gần 2%. Theo bài viết trên báo Tiền Phong thì chính phủ vừa có chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải có giải pháp chấn chỉnh, thậm chí là điều chuyển các nhà thầu yếu năng lực. Còn theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, không chỉ đoạn diễn Châu bãi Vọt đi qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mà tại tất cả các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, nhà đầu tư để xảy ra tình trạng trên. Bộ Giao thông Vận tải đều xử phạt nghiêm. Về hình thức xử phạt với đoạn diễn châu bãi vọt, Bộ đã yêu tàu PMU6 làm việc cụ thể với nhà thầu, sau đó tham mưu đề xuất đưa ra giải pháp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Mới đây, Bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chính thức kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam thí điểm triển khai xe đạp đô thị trong thời gian 12 tháng tại một số quận trung tâm và tại các nhà ga dọc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, trụ sở khu liên cơ quan thành phố. Bài viết trên báo Hà Nội mới phân tích, xe đạp đô thị là xu thế chung của các đô thị trên thế giới do mang lại nhiều lợi ích, thực sự là đôi chân nối dài của vận tải hành khách công cộng. Và đây là thời điểm thích hợp để triển khai loại hình này tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2021-2022 đã đi qua được 3 phần tư chặng đường, công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở cũng đang được nhiều trường triển khai mạnh mẽ. Bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại khẳng định điều này góp phần giúp cho rất nhiều học sinh có sự lựa chọn đúng đắn về tương lai nghề nghiệp của mình còn theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục mỗi người có những năng lực thế mạnh riêng nếu bố mẹ mong chờ con trở thành học sinh giỏi tất cả môn học là điều không khả thi vì vậy phụ huynh nên động viên khích lệ con lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực của mình và cần nhận thức rằng học đại học cũng là một con đường nhưng không phải là con đường duy nhất